Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Hôm nay Dâu sẽ hướng dẫn mọi người làm một món ăn cực kỳ nhanh, chỉ vỏn vẹn từ 3 đến 5 phút. Món này sẽ dành cho những bạn nào đang giảm cân, hoặc là những bạn nào cảm thấy như ở nhà mà chán quá, mình không biết ăn gì hết, ăn gì cũng thấy ngán hết, không biết nên ăn gì cho nó lẹ mà đỡ phải cực á. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn món này ha. Món này chỉ có hai nguyên liệu chính rất là đơn giản, đó chính là salad caron và thịt bò. Chúng ta sẽ bắt đầu nha mọi người. Mình sẽ bắt đầu ướp thịt bò sơ sơ nha mọi người. Mình sẽ bỏ một ít dầu hào. Một ít tỏi băm. Sau đó mọi người trộn đều lên nha. Sau khi chúng ta đã trộn thịt đều như thế này rồi, chúng ta sẽ ướp trong khoảng 5 đến 10 phút nha mọi người, để cho nó thấm thịt và nó mềm thịt hơn ha. Chúng ta sẽ bắt đầu xào thịt bò nha mọi người. Trước tiên mình sẽ đổ dầu vào chảo và phi hành tỏi cho thơm nha. Bỏ thịt bò vào xào nha mọi người. Mặc dù chỉ mới ướp sơ sơ như dầu hào với lại bỏ tỏi thôi, nhưng mà mình cảm thấy cái mùi vị nó dậy lại rất là thơm nha. Mình sẽ chính thức nêm nếm lại một lần nữa, mình sẽ bỏ một ít hạt nêm, một ít đường, một ít tiêu. Mọi người đảo đều lên nha. Thịt bò này sau khi xào xong thì mình sẽ để từ 5 đến 10 phút cho nó nguội nha mọi người. Mình sẽ chuẩn bị nước mắm để mình trộn với thịt bò và rau nhé. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị làm nước sốt để trộn rau nha mọi người. Trước tiên chúng ta sẽ cho một muỗng nước. Một muỗng nước mắm. Một muỗng đường. Tỏi ớt băm. Và chanh nha mọi người. Mọi người khuấy đều lên nha. Giờ mình sẽ bắt đầu rưới nước sốt lên cho rau và trộn rau cho đều lên để cho nó thấm. Sau đó mình sẽ bỏ thịt bò vào mình trộn chung luôn. Tại vì hồi nãy mình ướp như vậy thì gia vị nó cũng còn hơi nhạt á mọi người, mình chỉ ướp sơ sơ thôi. Cho nên mình trộn như thế này cho thịt bò nó thấm với nước mắm, với lại cái nước thịt bò nó ra nó sẽ trộn chung với nước mắm, cái vị nó sẽ ngon hơn nữa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gắp gỏi ra dĩa nha mọi người.
là thành quả của mình đây. Món này mọi người có thể ăn không, hoặc là ăn với cơm, hoặc là cuốn bánh tráng cũng được nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem kênh YouTube của Dâu. Nếu mọi người có thấy thích thì nhớ like, share, ủng hộ kênh YouTube cho Dâu nha. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp mọi người vào món tiếp theo. Bye bye.